Eres la mía, eres. Sai, muốn vô chụp hình với anh đó không? Đó thì bây giờ mấy người này cho anh nghĩ là giống như là sinh viên thôi, sinh viên đó, sinh viên hết, mình giỏi lắm nha. Yeah. Em muốn qua bên đó không? Mua phong đốt chơi. Đốt pháo là đốt tiền á. Đi qua đó. Đi đi. Đi. Em đốt đi em. Em đốt đi. Đốt đi. Đốt quên đó không? Rồi chị đốt phải không? Dạ em đốt. Rồi đi, đồng đồng. Lấy đi. Đi nào quay cho mẹ nha. Chị có học quẹt chưa? Đốt này này yêu tà nó có đi biến mất không anh? Chắc chắn rồi. Mà tiền nó có vô ngược lại không? Chứ gì để mất 10 đô. Đây chị cầm phải không? Ờ để bác cầm đi. Rồi chị cầm đây. Em cầm hả? Rồi em cầm chị cầm. Chị muốn tự đốt cũng được. Tự đốt đi em. Đó. Lấy nhau. Lấy phim hả? Đốt đi kìa. Đó đốt đi. Rẻ quá trời, 10 đồng một phong nha các bạn. Thấy mà thấy gái đẹp rồi, đứa thấy gà thấy quà. Thấy gái đẹp rồi. It's loud, huh? Nó lớn tiếng rồi ha. My ear, I feel like my ears are bleeding. Đúng rồi. Ồ cái gì vậy? Sao đốt nữa vậy? Ồ cho free vậy? Ồ. Ồ giờ mình quay luôn hả trời? Chị ơi cầm đây đi chị. Vui quá. Vô nha. Rẻ lắm các bạn ơi, chứ 10 đồng một thùng một bông thôi, 10 đồng thôi. Rẻ lắm. Vô. Cháy rồi, cháy rồi. Điếc lỗ tai luôn ha. Vậy làm tô nữa, vô trả tiền cho anh đặt tô nữa để nhắc tặng giúp cho. Ô, nhiều nữa kìa. Wow, cái này nhiều nhá. Aiden, stand back Aiden. Đứng lại đây con. Đây.
Wow. Cái này lớn quá. Nó lớn thì anh chanh á. Rẻ quá, rẻ có 10 đồng bông mà rẻ quá. Cô đi đâu nè, 10 đồng nè, đó, giỏi quá. Cô đó là con đốt cho. Oh! That was scary. Dài. Oh wow, dài quá. Yeah. Oh wow. $10. 10 đồng một phong pháo quá rẻ. Rồi rồi rồi, có người mua rồi kìa, 10 đồng phong có người mua rồi. Rồi. No no no, đừng đừng có dùng. Rồi đây nha, rẻ lắm nha các bạn, 10 đồng một bông thôi, 10 đồng thôi. Ủa sao mau quá vậy? Cái đó mau quá. Mau quá vậy? Hey Dad. Xong chưa, đi về. Ok, bye bye.